mà ông nói giống như là người đã cũng đã từng trải. Em xem rồi xem phim Hàn Quốc đồ nhiều lắm, chứ coi phim đủ thứ luôn, phim tình cảm không á. 43 tuổi rồi về có mong có con liền không? Cái điều đó ai cũng muốn. Nhưng được không? Được, đầu họp hết đát mà còn xài được mà, chứ đâu có dục đâu. Còn em sao nè, nói cho anh nghe cái mẫu người lý tưởng của em. Em muốn tìm người yêu như thế nào? Nói chung là ngoại hình dễ nhìn, tính tình điềm đạm, sống mà có kế hoạch cho hiện tại và tương lai, biết tạo dựng một kinh tế ổn định cho cuộc sống của bản thân mình và gia đình. Với Hiếu Thảo, anh nãy giờ nói em có cảm nhận là thấy có gì giống giống mà những điều em muốn không? Dạ giống giống anh. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Em đi với em gái. Em gái đâu? Dạ anh, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, em chào khán giả trong trường quay. Em thấy anh ấy cũng dễ thương, cũng được và cũng nói chung là cũng nhanh nhẹn. Có duyên, anh này là thuộc loại có duyên á. Dạ anh có Cường duyên. Hợp dạ với chị em không? Dạ cũng hợp, em thấy cũng được. Cường đi với ai Cường? Em đi với em trai của em và em dâu của em. Dạ. Em trai ruột không? Em trai ruột, dạ. Ồ vậy hả? Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, cũng như chào các bạn ở trường quay. Em chào chị. Anh trai em lần đầu tiên là thổ lộ cái thật lòng mình đó. Em ngồi em nghe từng câu của anh và từng câu của chị. Thì chị cứ yên tâm về cái vấn đề mà sợ ma hay bất cứ cái gì. Khi mà đi với anh của em là sẽ có cảm giác thật an toàn. Thứ hai, thí dụ em nghĩ như vậy. Cái hôn nhân là một con đường rất là dài. Thì cái điều đó sẽ tạo cho anh chị những cái khuyết điểm và những cái ưu điểm sẽ bù trừ lẫn nhau. Em mong qua chương trình này thì anh chị cho nhau một cơ hội để mình bấm nút để mình tìm hiểu. Dạ, em xin hết. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Nói nghe nè, ông mối, ông nói ông Cường á, ông đến sân khấu kịch tôi á, coi kịch ma đi, dắt Thu đi coi. Là biết coi đứa nào sợ là biết liền à. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ gặp nhau. Mở rào. Anh có món quà anh tặng cho em. Em cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Gì vậy? Chiếc giày. Coi, cái lắc hay là dây chuyền? Lắc. Lắc hả? Đeo luôn đi Cường. Trời ơi. Coi như chiếc vòng cầu hôn đó. Đeo vàng như đeo vào. Đeo sao lên sao lên. Đeo vàng như đeo gông vào cổ. Đeo rồi mấy thở lấy ra. Anh trao cho em chiếc vòng cầu hôn. Chiếc vòng cầu hôn. Dạ, em cảm ơn anh. Ok, rồi em... Chào anh trai. Chào anh. Khỏe không? Dạ, em rất là khỏe. Rất khỏe. Hôm nay em vượt lên chính mình á. Đến đây lại nhất quyết ra đem gọi về. À, hay quá. Bây giờ nè, em giới thiệu cho bạn gái bên kia với bà mối bên kia biết mình tên tuổi mình ở đâu đi. Dạ, trước khi em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Và chào tất cả khán giả trong trường quay. Chào luôn trên truyền hình và trên YouTube luôn nha. Tên là Võ Quốc Cường, 43 tuổi, quê quán ở tại Cần Thơ và sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc làm là kinh doanh mua bán về vi tính IT. Lý lịch trích ngang là như thế. Trời Võ ơi. Quốc Cường, 43 tuổi. Ông làm về IT hèn gì mà ông chào luôn khán giả YouTube, hay thiệt chứ. Rồi nè, bây giờ mình giới thiệu đi cho bạn Cường bên kia nghe đó. Hôm nay là bạn kiên quyết, bạn rước vợ về đó. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Cường Linh và đó, chào anh nào trai bên đấy ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Thu, em ở Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em đến với chương trình cũng mong có một người để dìu dắt em những quãng đường tiếp theo ạ. Nhưng mà em làm gì nè Thu? Dạ, em làm bên thiết kế thời trang. Hả? Em làm bên thiết kế thời trang. À, người ta là thiết kế thời trang đó Cường ơi. Dạ. Thu nói luôn đi, cái điểm yếu điểm mạnh của Thu là gì? Điểm mạnh của em là sống vui vẻ và biết sống hài hòa với mọi người. Và biết sống hiếu thảo và rất quan tâm nhiều người nữa. Còn điểm yếu của em thì có một cái điểm yếu kinh khủng nhất, đó là em rất là sợ ma. Cho nên hôm nay em cũng muốn đến chương trình để tìm người bảo vệ kênh ma cho em. Bảo vệ cho em đúng không? Ma anh bắt luôn cho em khỏi lo. Ngon tâm đi, bắt ma luôn cho. Quá dữ luôn. Rồi anh tập cho em xem phim kinh dị luôn, không sao đâu. Còn Cường, điểm mạnh điểm yếu của Cường là gì?
Điểm mạnh thì tự tin, làm công việc nào cũng là nhanh gọn lẹ, quyết đoán. Còn những cái điểm yếu thì nó rơi vào hai trường phái. Một là mạnh mẽ, hai là nhút nhát. Ủa là gì vậy? Là tại vì nó nhiều khi cái vấn đề đó nó thấy nó mạnh quá thì nó sợ là nhút nhát. Nhưng mà mình thấy mình mạnh hơn người ta thì lại là mình 200% luôn. Chứ mình mạnh hơn ta mình lấn luôn. Lấn luôn. Còn thấy mình yếu hơn ta là không ra gió rét là luôn. Mình rét luôn. Trời ơi. Em có thích sở thích gì là nhất nào? Sở thích em thì thể thao. Thể thao ví dụ chơi gym nè, bơi lội nè, đạp xe nè, chạy bộ nè. Gì nữa? Tất cả những môn về thể thao là đều thích hết. Đó. Văn hóa nghệ thuật. Văn hóa nghệ thuật và cũng thích nữa. Thích mùa gì? Thích đi ví dụ thỉnh thoảng thì có thể là hát nghêu ngao như vậy. Với một cái người hoạt bát như em ha, hoạt ngôn như em mà lý do gì em có mặt ở đây? Tại vì em sống nó hơi khép kín, nó có nghĩa là đi làm xong rồi cái cứ ở nhà, ở nhà lười đi ra ngoài, có nghĩa là không thích đám đông. Ví dụ mình đi với một người nữ thì ok, chứ ngồi tụm năm tụm ba tụm bảy mà với phần em là không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, cũng không có gái gú luôn. Rồi nhiều khi thấy vậy thôi cứ ở nhà rồi khép mình vậy là tạm gọi là nó không có mở lòng. Không cho có nên mở là lòng. Thường thường mình không có nhiều bạn được, không có cơ hội để gặp người nữ được. Đừng nói với tôi ông còn trai nha ông Cường. Chắc vậy luôn. Sao tôi nghe tôi mất hồn không? Ôi không, thiệt không? Thiệt luôn á. Tình cảm thì có quen cũng như là ví dụ bạn bè nó xa hơn một bạn bè một tí xíu. Đó mình cũng thấy mến thương nhưng chưa đi tới đâu. Nắm tay thì hình như là làm như là mình không yêu, không cảm giác hay sao ta? Ta thường thường nó nắm tay xong nó có điện giật hay là cái gì đó mình thấy cũng bình thường. Tình yêu là phải có nụ hôn đầu đời có không? Cũng chưa hôn nữa. Thiệt không? Chưa có biết nụ hôn như thế nào. Bây giờ nhiều khi ngồi suy nghĩ thấy người ta yêu thương nhau. Mình cũng xem phim mình thấy yêu thương nhau mà mình nhìn kỹ mình nói không biết tình yêu nó màu gì. Rồi nó ra làm sao cũng chưa biết, chưa cảm giác được như thế nào luôn. Có nhiều khi đêm đêm ngủ tại vì mình không có người yêu đó rồi cũng khóc ướt gối gì vậy. Khóc ướt gối luôn hả? Trời, cũng tuổi thân lắm chứ bộ đúng không? Đúng rồi, chứ thấy người ta có cặp có đôi mà mình lớn không vậy, cho nên phải vượt lên chính mình đến đây. Là bữa nay lên đây kiên quyết đúng không? Kiên quyết lên đến đây. Bây giờ tôi mời ông mối ông qua đây. Ông muốn hỏi anh về nhà gái tôi không? Nên nhà gái hơi bị ngon á nha, nói cho nhà trai biết nha. Dạ. Coi nhà gái coi. Dạ em chào. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Dạ. Ôi xinh quá nhở. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em có mối tình nào chưa? Lúc mà còn nhỏ hơn là tuổi còn đang chưa chín chắn á, cái thì còn có kết hôn một lần nhưng mà 3 tháng sau đó phát hiện mối tình cảm thì cái ly hôn 5 năm rồi. Em không biết đó là tình yêu hay là gì, em chỉ là thương hại người ta vì người ta đối xử tốt với em quá này kia ấy. Thì lấy nhau 3 tháng rồi có con. Dạ no. Tự nhiên mới 3 tháng rồi về chia tay nhau hả? Dạ em thấy không có, lúc từ hôn đầu đến hôn cuối không có tình cảm. Thôi được rồi, nói chung là cũng có một lần lỡ dở nhưng mà chưa tới đâu, mới 3 tháng sao em trai? Dạ. Cô bên này rất là dễ thương, nhưng mà số phận như vậy em thấy sao? Thấy cũng bình thường. Có gì mình có thể làm cho người ta cái vết thương đó có thể mất đi. Cường mong muốn có một cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Cái người mà phụ nữ thì nó bình thường thôi được rồi, cũng không có cần đòi hỏi gì lắm. Mình nghĩ ai cũng có cái xấu cũng có cái tốt hết trơn. Cho nên là bây giờ mình nếu mà hai người yêu nhau thương nhau thì thật sự cái điểm xấu đó từ từ ta sẽ biến mất. Đúng rồi, tại tình yêu là sự bổ trợ cho nhau mà. Hay quá. Để cả hai cùng hoàn thiện. Rồi tuổi này cũng lớn rồi. Ông chưa yêu mà ông nói giống như là người đã. Cũng rồi mà em xem phim Hàn Quốc đồ nhiều lắm, chứ coi phim đủ thứ luôn, phim tình cảm không á. 43 tuổi rồi về có mong có con liền không? Cái điều đó ai cũng muốn. Nhưng được không? Được, đồ hộp hết đát mà còn xài được mà, chứ đâu có dục đâu. Còn em sao nè, nói cho anh nghe cái mẫu người lý tưởng của em. Em muốn tìm người yêu như thế nào? Nói chung là ngoại hình dễ nhìn, tính tình điềm đạm, sống mà có kế hoạch cho hiện tại và tương lai, biết tạo dựng một kinh tế ổn định cho cuộc sống của bản thân mình và gia đình. Với Hiếu Thảo, anh nãy giờ nói em có cảm nhận là thấy có gì giống mà những điều em muốn không? Dạ giống đó anh. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Em đi với em gái. Em gái đâu? Dạ anh, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Hồng Vân, em chào khán giả trong trường quay. Em thấy anh ấy cũng dễ thương, cũng được và cũng nói chung là cũng nhanh nhẹn. Có duyên, anh này là thuộc loại có duyên á. Dạ anh có Cường duyên. Hợp với chị em không? Dạ cũng hợp, em thấy cũng được. Cô đi với ai Cường? Em đi với em trai của em và em dâu của em. Dạ. Em trai ruột không? Em trai ruột, dạ. Ồ vậy hả? Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, cũng như chào các bạn ở trường quay. Em chào chị. Chào.
anh trai em lần đầu tiên là thổ lộ cái thật lòng mình đó. Em ngồi em nghe từng câu của anh và từng câu của chị. Thì chị cứ yên tâm về cái vấn đề mà sợ ma hay bất cứ cái gì, khi mà đi với anh của em là sẽ có cảm giác thật an toàn. Thứ hai, thí dụ em nghĩ như vậy, cái hôn nhân là một con đường rất là dài, thì cái điều đó sẽ tạo cho anh chị những cái khuyết điểm và những cái ưu điểm sẽ bù trừ lẫn nhau. Em mong qua chương trình này thì anh chị cho nhau một cơ hội để mình bấm nút, để mình tìm hiểu. Dạ, em xin hết. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Nói nghe nè, ông mối, ông nói ông Cường á, ông đến sân khấu kịch tôi á, coi kịch ma đi, dắt Thu đi coi, là biết coi đứa nào sợ là biết liền à. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ gặp nhau. Mở rào. Anh có món quà anh tặng cho em. Em cảm ơn anh. Dạ. Gì vậy? Gì vậy? Chiếc giày. Trời ơi, cái lắc hay là dây chuyền? Lắc. Lắc hả? Đeo luôn đi Cường. Trời ơi, coi như chiếc vòng cầu hôn đó. Đeo vàng như đeo vào. Đeo sao lên sao lên. Đeo vàng như đeo gông vào cổ. Đeo rồi mấy thở lấy ra. Anh trao cho em chiếc vòng cầu hôn. Chiếc vòng cầu hôn. Cảm ơn anh. Ok, rồi em quà của em. Em có món quà tặng anh. Trời, gì cái luôn. Gì cái gì mở ra luôn. Mở ra luôn. Một chiếc áo sơ mi. Dạ, em thích áo sơ mi lắm. Em thích áo sơ mi mà lại thích màu trắng luôn không? Thích màu trắng đúng. Vậy luôn. Vậy là quá hay rồi. Em mặc size gì? Mình ăn ai nhà hết 39, 40, 41. Size gì đây? 43. 43. Dạ. Thì cái áo này phòng thủ, khi mà anh ấy mập thêm một tí á, anh mặc vẫn có vừa. Đừng có nói mập, đụng chạm nhiều người. Như vậy có nghĩa là vậy nè Linh, trong đầu của cô bé này là cô tưởng tượng những cái hình mẫu bự con dữ lắm nè. Rồi, vậy là thấy là khả quan rồi đó. Lần đầu tiên hai người gặp mặt đó. Dạ, lần đầu tiên em cũng không ngờ em lên đây. Cũng tại vì em sợ ma quá nên em mới lên. Mà em gặp anh em run quá đi ạ. Run quá hả? Vậy là em có ấn tượng gì về anh không? Thì em thấy anh là người hiền lành và là một người đáng tin cậy trong mọi lĩnh vực ạ. Thế à? Dạ. Bây giờ thí dụ có hai mẫu người đàn ông. Dạ. Một người đàn ông làm cho em mọi thứ để mà em yêu họ. Dạ. Còn một người đàn ông khác á, em chỉ cần nhìn vào họ thôi là em đã yêu họ rồi, thì em sẽ chọn người nào? Em chọn người thứ hai, là mình nhìn vào người đó. Thì đó là em cảm thấy tương lai. Em yêu người đó liền, em thương người đó, tình yêu trong người đó liền, là em chọn người nào? Là cái người mà em nhìn vào người thứ hai. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Thì anh là người thứ hai nè. Thế là đúng người em đúng muốn rồi. Em có thấy thương anh không? Dạ thấy. Đó, thấy không? Thì anh nói là anh là người thứ hai mà. Ôi, cho nên chứng minh điều đó mà, đúng không? Dạ. Dễ sợ luôn không? Anh với em tìm hiểu quen với nhau như vậy thì bao lâu mình đến hôn nhân được? Em mà đến đây có nghĩa là em đã sẵn sàng, ok luôn rồi. Có nghĩa là anh cưới là em chịu đó hả? Chắc phải. Hôm nay người ta đều có một cái sự kiên quyết, mà bên em là cũng kiên quyết rinh vợ về, đúng không? Đúng rồi. Còn bên đây ta cũng kiên quyết tìm được bờ vai vững chãi để ta dựa dẫm mà. Chứ em hỏi anh nha, anh có sợ ma thật không á? Anh bắt ma luôn cho em. Chắc không anh? Em khỏi lo, bây chắc giờ em nói ở đó có con ma anh bắt lại cho em thấy nó nằm đó luôn. Đó, yên tâm mà, đi. Đó. Nhưng mà em nói là tại vì em ở mình nên mà bản thân em là rất thích ánh sáng, mà bóng tối là em rất là sợ. Thì em cứ ở bên cạnh anh, em cứ sợ, em cứ ôm anh là sao em đâu có thật sợ được. Ủa giờ em muốn đi lấy chồng hay em chỉ cũng muốn kiếm một người bắt ma cho em? Đi lấy chồng á? Hả? Chị lấy chồng á? Lấy chồng, tính lấy chồng đi cứ. Nhưng kiếm người. Nhưng mà em phải hỏi cho chắc cú, lỡ mà anh ấy sợ ma đấy thì thôi. Sợ không? Ủa chứ dụ như anh yêu em yêu anh, anh sợ ma kệ anh chứ. Em thấy tự tin của anh đủ để em nương cậy anh không? Chả đủ. Bây giờ em hiện tại là em ở đâu quên ta? Quận ở thành phố Hồ Chí Minh mà thế nào? Em ở Tân Bình. Ở Tân Bình, Tân Bình với quận 10 là rất là gần, đúng không? Kế bên luôn. Dạ. Như vậy thì thí dụ mình hẹn hò, mình gặp nhau như vậy thì một tuần như vậy là em muốn gặp nhau mấy lần nè? Cuối tuần ạ. Cuối tuần một lần hả? Nhiều khi ví dụ em thích anh quá rồi giờ em tìm lại nhiều lần rồi sao? Tại em dạ. Nói một lần mà thí dụ em lỡ sao? Lúc đó em báo sao ạ? Nhưng mà em nhìn thấy anh em có cái hấp dẫn cuốn hút gì không?
Dạ có. Có. Đúng không? Anh đẹp trai anh này, em phấn độ này. Ồ, vậy đó hả? Ồ, cảm ơn nghe quá. Rất là dễ nghe. Dễ nghe đúng không? Dạ. Anh cũng thích người gái Bắc nữa. Giọng Bắc rất là thích. Dạ. À, cũng đức tính người Bắc thì anh cũng thích nữa. Hai này với hai đứa này có dễ hợp lắm luôn nha. Ừ, thiệt luôn á. Tôi thấy là vô thẳng vấn đề luôn đi. Bây giờ là nếu cưới nhau thì tiền bạc ai giữ? Đứa nào thích con trai con gái? Giờ anh đang ở nhà anh hay là ở nhà mướn rồi ha, mình lấy nhau rồi là mình gộp chung kiểu gì nè? Ừ, đó, ví dụ vậy. Anh đang ở nhà của người ta. Dạ. Đó, tạm thuê. Cho nên nếu em về mà ở chung với anh, em có chịu không? Dạ chịu. Vậy là hai cũng chịu luôn. Miễn là anh cho ở. Tôi ở nhà thuê luôn hay gì? Em ở nhà của ông chủ nhà trọ. À vậy hả? Ờ, về ở với anh không biết sao. Em thích con trai hay con gái? Dạ cái này là tùy ý chơi ạ. Chơi cho gì thế này ạ. Con trai cũng được, con gái cũng được, dạ. Đúng không? Với cái tuổi này thì bây giờ có con là ai cũng thích đúng không? Ở con trai con gái gì cũng đều tốt thôi. Dạ. À, không quan trọng lắm. Dạ. Tiền bạc làm sao? Ai giữ? Con cái ai lo? Bàn nhau đi. Cái này anh nói đi rồi. Dạ hả? Dạ. Rồi không lẽ bộ bây giờ anh kêu em đưa tiền cho anh giữ em cũng đưa luôn sao? Nếu như mà em giữ luôn hết, ý mà em giữ không nhiều quá thì em anh phải giữ phụ chứ. Ừ, đưa anh giữ ha, vậy là hứa vậy nghe, giữ các bạn nha. Không phải, ý là anh giữ, ý là khi mà nhiều tiền quá anh phải giữ phụ em. Vậy đó ha, thì giữ phụ em mà em có đòi đúng không? Tại vì lúc đó nếu làm vợ chồng thì xài chung chứ đâu có đòi được. Dạ. Đúng không? Nếu mà chưa là vợ chồng thì có thể đòi được. Nhưng mà anh nhớ giữ kỹ, anh giữ phụ nhưng anh nhớ giữ kỹ. Đúng rồi, tại vì em nghĩ đi, anh không có cờ bạc, rượu chè, không có gì hết trơn, không ăn chơi bời hết trơn, làm sao mất tiền được. Dạ, vậy đúng ok, dạ, okay. Đó. Vậy em yên tâm. Bây giờ Cường bước tới, nắm tay Thu, truyền hơi ấm cho nhau nè. Sao lạnh như vậy? Có gì đâu rụng. Cái Thu nó rung nãy giờ đó. Ta nóng không? Dạ, tay anh ấm. Nếu mà anh ấm, mình nóng như vậy có đủ cho em ấm không? Hay là cũng vẫn còn lạnh hơn? Dạ chắc đủ rồi. Đủ hả? Mà nắm càng lâu là nóng lắm đó nha. Bây giờ là anh không hứa, tại vì cái tuổi này nó lớn rồi đúng không? Anh không hứa cho em một cuộc sống giàu sang, nhưng cái điều anh hứa đó là cho em là cái sự chung thủy, cái chân thật của anh đối với em là nếu em là vợ của anh. Em đồng ý những lời anh nói. Bé Thu này, bé Thu nó hiền ghê luôn á. Ngồi đi Thu, ngồi đi. Nào, cái phình phịch này là hình như trái tim nó đập. Trái tim nó đập cập hịch đó. Suy nghĩ cho kỹ xem, đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức là rồi. Ngay bây giờ, từ giây phút này, các bạn đồng ý hẹn hò và tìm hiểu nhau. Nụ hôn đầu đời đầu tiên. Hai đứa dễ thương lắm á. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kiềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vị trí thăng hoa, thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai em sớm tìm hiểu nhau và đi đến một cái kết rất là tốt đẹp nha. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Diệu Linh và chị Hiền Vân. Rồi, hai đứa hạnh phúc. Dạ, em xin cảm ơn. Nó lạnh mình nó xuất mồ hôi nè. Trời ơi, con bé Thu này thiệt. Mốt thấy hai cái đó bằng hai cái đáp á. Đó, đúng đầu rồi cao.